Đây rồi, đội hình ưu tú nhất của đội tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản. Bình luận viên Quang Huy cúi đầu thừa nhận Vũ Phảng. Kính thưa quý vị và các bạn, không có Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải vì chấn thương và cũng chẳng có Đặng Văn Lâm. Người hâm mộ tự hỏi, huấn luyện viên Philippe Chuze sẽ làm gì để chèo lái đội tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2023? Khi mà chỉ còn một ngày nữa, chúng ta phải đụng độ gã khổng lồ Nhật Bản với những Minamino, Mitoma hay là Kubo. Đây là lúc phù thủy trắng cần phát huy ma thuật của mình. Dùng ai và không dùng ai, bố trí nhân sự ra sao với một đội quân bị chấn thương cày nát như hiện tại. Trong bối cảnh huấn luyện viên Chuze đang nhận nhiều sự hoài nghi của người hâm mộ, nhưng mà cách để hâm nóng bầu không khí rực lửa của Asian Cup cùng giấc mơ châu lục của đội tuyển Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với đội hình mạnh nhất có thể của các chiến binh sao vàng để chống chọi với những cái tên sừng sỏ như Nhật Bản và Iraq ở sàn đấu châu Á này. Thủ môn Philip Nguyễn. Ở vị trí thủ môn, khi Văn Lâm đã không may chấn thương và rút khỏi đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Philip đương nhiên là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ ở Asian Cup lần này của đội tuyển Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ở châu Âu trong nhiều năm qua, khả năng chơi chân tốt cùng sải tay dài là những điểm mạnh quá rõ rệt để ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội chứng minh cho huấn luyện viên Chuze thấy rằng anh xứng đáng là sự thay thế tốt nhất ở vị trí thủ môn. Nguyễn Philip đang ngày càng nỗ lực nói tiếng Việt nhiều hơn và cố gắng hòa nhập cùng các đồng đội. Đương nhiên chắc chắn sẽ có một số khó khăn về sự giao tiếp ở trên sân. Tuy nhiên với kinh nghiệm đã thi đấu tại V-League thời gian qua, Nguyễn Philip có lẽ sẽ là vị trí mà huấn luyện viên Chuze yên tâm nhất vào lúc này. Các trung vệ Phan Tuấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Chớ trêu thay, điều khiến cho ông thầy người Pháp đau đầu nhất lúc này lại là những vị trí ở hàng phòng ngự. Khi Quế Ngọc Hải, Thành Trung hay Bùi Tiến Dũng đều gặp phải những chấn thương và không kịp bình phục trước ngày lên đường sang Qatar. Vì thế, huấn luyện viên Chuze sẽ ưu tiên lựa chọn những gương mặt trẻ đã có kinh nghiệm thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ở vị trí trung vệ lệch trái, Phan Tuấn Tài có thể sẽ là cái tên được huấn luyện viên người Pháp sử dụng như vị trí đóng đinh trong sơ đồ 3-4-3. Phan Tuấn Tài là mẫu trung vệ có khả năng chơi chân và phát động tấn công rất tốt. Anh là một trong những nhân tố cực kỳ quan trọng trong công cuộc xây dựng lối chơi phát triển bóng từ phần sân nhà mà ông thầy người Pháp đang theo đuổi. Dù chơi chân tốt nhưng tâm lý thi đấu thiếu ổn định và thể hình mỏng đã nhiều lần khiến hậu vệ thuộc biên chế câu lạc bộ thể công Viettel trở thành nỗi lo nơi hàng phòng ngự. Với việc Quế Ngọc Hải dính chấn thương trong khi Duy Mạnh vừa mới trở lại, rất may trong tay huấn luyện viên Chuze vẫn còn đó cặp trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Việt Anh có lẽ là sự thay thế tốt nhất cho Quế Ngọc Hải khi cầu thủ này đã từng khoác áo đội tuyển Việt Nam trước đây và bây giờ thì đang gánh vác trọng trách ở hàng thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 1999 có khả năng chơi bóng đa dạng. Anh có thể chơi ở vị trí hậu vệ lệch phải hoặc trung tâm hàng thủ. Trong khi đó Thanh Bình dù chơi kén vị trí và hợp với vai trò đá lệch phải hơn, nhưng khả năng chuyền bóng và đánh đầu của cầu thủ này cũng là khá tốt. Dù cho tuổi đời còn rất trẻ, nhưng kinh nghiệm thi đấu ở đội tuyển quốc gia của hai cầu thủ này là vô cùng đầy đặn. Với thể hình và chiều cao tốt, bộ đôi hậu vệ này hứa hẹn sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam an tâm hơn trong các tình huống bóng bổng và có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Các hậu vệ cánh Võ Minh Trọng và Vũ Văn Thành. Câu chuyện ở hai hành lang cánh của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ là một bài toán khó để huấn luyện viên Philippe Chuze phải giải quyết. Việc Văn Hậu dính chấn thương và không thể tham dự Asian Cup lần này sẽ là cơ hội tốt để Võ Minh Trọng khẳng định bản thân. Hậu vệ sinh năm 2001 có lẽ sẽ là cái tên đảm nhận vị trí này, nơi cánh trái thay cho người đàn anh. Với khả năng tư duy khoảng trống trong tấn công để mở ra cơ hội là chìa khóa để Minh Trọng được huấn luyện viên Chuze trọng dụng. Cầu thủ 23 tuổi này đã đá chính toàn bộ 5 trận đấu gần nhất của đội tuyển Việt Nam. Với sức trẻ và khả năng kết nối với những đồng đội, Minh Trọng được cho là mũi khoan hiệu quả ở cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Ở vị trí còn lại, Hồ Tấn Tài được gọi bổ sung, nhưng huấn luyện viên Chuze dường như vẫn đặt niềm tin nhiều hơn về phía Văn Thành. Ngôi sao của câu lạc bộ Công an Hà Nội là một cầu thủ chơi bóng năng nổ, xuất hiện ở nhiều điểm nóng trên sân và anh còn tham gia phòng ngự, chơi tấn công rất nhịp nhàng. Tốc độ và khả năng tạo đột biến của Văn Thanh sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tấn công hiệu quả hơn ở cánh phải so với Hồ Tấn Tài đang dần lui về đá tiền vệ. Các tiền vệ trung tâm Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thái Sơn. Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Tuấn Anh và Thái Sơn có lẽ là hai cái tên được ông thầy người Pháp trọng dụng. Huấn luyện viên Chuze đã cố gắng chờ đợi Hoàng Đức đến phút cuối cùng, nhưng đáng tiếc là ngôi sao của câu lạc bộ thể công Viettel
vẫn không thể tham dự kỳ Asian Cup lần này vì chưa kịp bình phục chấn thương. Nhưng trong cái rủi thì lại có cái may. Tuấn Anh đã kịp trở lại sau trận đấu và trở thành sự thay thế tốt nhất cho vị trí của Hoàng Đức. Với sự sáng tạo trong lối chơi và sự khác biệt giữa các đường truyền, Tuấn Anh hứa hẹn sẽ là niềm hy vọng ở hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam. Nếu như Tuấn Anh đảm nhận vai trò cầm nhịp lối chơi và chia bài, thì Thái Sơn sẽ là tiền vệ con thoi trong sơ đồ 3-4-3 của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup. Ngôi sao của câu lạc bộ Thanh Hóa gây ấn tượng mạnh nhờ lối chơi bền bỉ và luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân để thu hồi bóng. Trong 9 tháng trở lại đây, Thái Sơn đã khiến tất cả phải chú ý đến mình khi hiện diện từ U23 cho đến đội tuyển quốc gia và trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League năm 2023. Thể lực sung mãn lẫn kỹ thuật khéo léo cùng khả năng chơi bóng thông minh đã giúp cho tiền vệ này nhận được cảm tình của ông thầy người Pháp. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Văn Toàn. Ở vị trí hàng công sẽ không có nhiều tiền đạo tốt cho huấn luyện viên Chu Dê lựa chọn. Những gương mặt tối ưu nhất có thể vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc như là Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Quang Hải hay Nguyễn Văn Toàn. Niềm hy vọng số 1 trên hàng công của đội tuyển Việt Nam thời điểm này có lẽ là Tuấn Hải. Tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội đang có phong độ rất cao khi tỏa sáng ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ thời gian qua. Cầu thủ 25 tuổi này có thể chơi linh hoạt ở vị trí tiền đạo cắm hoặc bám bên biên trái khi cần. Thể hình dày cùng lối chơi nhiệt tình và không ngại va chạm giúp Tuấn Hải tạo ra nét khác biệt trên hàng công của đội tuyển so với những người đồng đội khác như là Nguyễn Tiến Linh hay Nguyễn Văn Toàn. Với việc Tiến Linh chấn thương và không thể dự Asian Cup, Tuấn Hải là sự lựa chọn tốt nhất của vị trí tiền đạo cắm. Nhìn vào lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện nay, với tài năng và danh tiếng cũng như kinh nghiệm, việc Quang Hải có một suất đá chính không phải là điều gì đó quá bất ngờ. Quang Hải đang có phong độ cao, chả khác gì một tân binh cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này. Tiền vệ sinh năm 1997 có thể thi đấu ở cánh trái để hỗ trợ cho Tuấn Hải hoặc lui về làm bóng như một tiền vệ thực thụ. Ở cánh còn lại, huấn luyện viên Chu Dê có thể trao cơ hội cho Văn Toàn. Với tốc độ ấn tượng của mình, Văn Toàn là cầu thủ có khả năng di chuyển vào những vị trí thuận lợi. Bên cạnh đó thì cầu thủ sinh năm 1996 cũng đang có phong độ cao trong màu áo của Thép Xanh Nam Định thời gian gần đây. Vì thế Văn Toàn chắc chắn là một mũi tấn công đáng gờm ở hành lang cánh trái của đội tuyển Việt Nam. Thật khó để chúng ta có thể dự đoán đội hình tối ưu của tuyển Việt Nam mà huấn luyện viên Chu Dê sử dụng ở Asian Cup lần này. Ngoại trừ việc sơ đồ yêu thích là 3-4-3 của chiến lược gia người Pháp, đội tuyển Việt Nam thực sự là một ẩn số đối với các đối thủ. Nếu như triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, đội hình và cách tiếp cận luôn dự đoán được, thì hiện tại chúng ta đang theo đuổi triết lý mới mà chiến lược gia người Pháp đang sử dụng. Trong quá khứ, huấn luyện viên Chu Dê đã mang tới Asian Cup tại Liban một đội tuyển Nhật Bản vô cùng trẻ trung và sau đó lên ngôi vô địch châu Á với thành tích bất bại. Đến bây giờ thì chiến lược gia người Pháp vẫn là người hùng trong tim người Nhật. Biết đâu lần này tới Asian Cup 2023 cùng đội tuyển Việt Nam, Phù Thủy Trắng sẽ lặp lại lịch sử một lần nữa thì sao? Trong bóng đá, không bao giờ có thể nói trước được điều gì và chúng ta nên chuẩn bị cho mọi điều kỳ diệu có thể xảy ra. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.